Đón xem Vợ chồng Son vào 19h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và 22h30 thứ năm hàng tuần trên kênh MCV Media. Có mối tình nào mà anh nghĩ là mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Mối tình thứ hai. Dạ. Thì lúc đó sao mà mình dừng lại đáng tiếc vậy ạ? Dạ, như nhu cầu đòi hỏi nhiều quá. Đòi hỏi nhiều. Còn về phía chị thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thấy chị đẹp. Chắc chắn là chị sẽ nhiều mối tình hơn. Phán đoán không có chuẩn lắm. Tại vì là em có một mối tình, xong thì là em kết hôn luôn. Sau đó thì cũng chung sống với nhau được 3 năm thì ly hôn. Rồi hồi nãy anh nghe chị chia sẻ là chị đã từng có chồng nó dị và bây giờ là cũng có một bé, thì anh cảm thấy câu chuyện ấy như thế nào? Anh có chấp nhận không? Chấp nhận. Mình chỉ nói chấp nhận như thôi hả? Chấp nhận là... Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và hôm nay Thanh Trần rất vui khi là một lần nữa được gặp quý vị khán giả. Và chúng ta có tò mò về nhân vật của chúng ta ngày hôm nay không ạ? À? Thành cũng rất tò mò, cho nên cả hai chúng ta hãy cùng tháo mặt nạ nha. Rồi, em chào anh chị nha. Em mời anh giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên là Phạm Trương Lạm. Năm nay tôi 34 tuổi. Tôi đến từ Đồng Nai. Quê quán của mình ở đâu ạ? Quê quán tôi ở Quảng Bình. Mình đang làm công việc gì vậy ạ? Tài xế xe bồn chị. Mình làm công việc này được bao lâu rồi ạ? Tính đến thời điểm hiện tại làm được 9 năm rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Em mời chị giới thiệu về bản thân mình. Xin chào tất cả mọi người trong trường quay, chị Thanh Trần và bạn trai bên kia. Em là Phương Nhung, em sinh năm 93, quê quán ở Thanh Hóa, thì hiện nay thì đang làm việc và công tác tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Chị làm công việc gì vậy ạ? Đang là nhân viên văn phòng. Mình ở dai vậy ạ? Ở cùng với mấy chị em quen. Chị ở đây một mình, còn ba mẹ chị là hiện vẫn đang ở ngoài kia. Đúng rồi. Còn anh thì sao? Mình đang ở đây với ai? Đang ở mình. Hiện tại đang ở mình. Rồi mình có thể chia sẻ về ưu điểm và khuyết điểm của mình không ạ? Trong công việc thì nhiệt tình, siêng năng, vui vẻ, hòa đồng của mọi người. Còn nhược điểm thì trước đông đông người rụt rè. Trang ổng giờ luôn, trước đám đông hơi rụt rè mà ổng nhìn lên trời như ổng cầu cứu vậy đó. Anh nhát quá anh ơi, cho một chàng pháo tay cho anh đỡ rung nha. Tự tin lên anh, mình đi tìm tình yêu cho mình mà, tự tin lên. Dốc anh ngồi đây mới ai ép anh vô đây ngồi vậy đó. Mình tự nguyện tới đây mà. Rồi, bây giờ mình sẽ qua tới chị gái. Mình có thể chia sẻ về ưu điểm và khuyết điểm của mình không ạ? Ưu điểm của em thì giao tiếp tốt, tự tin, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em là em có nhiều công việc dồn, có một lúc thì em sẽ dễ bị quên. Giống như kiểu đang làm việc này xong là qua việc kia thì nó sẽ hơi sao nhãng một chút. Những cái lúc mà áp lực công việc xíu thôi. Còn về tính cách mình có khuyết điểm gì không? Chắc là có cái khuyết điểm là em hơi không có thích tranh luận á. Giống như là ví dụ như trong một mối quan hệ đi mà có vấn đề gì đó xảy ra đi thì em không có thích tranh luận hoặc là lớn tiếng hoặc là phải ngồi để mà nói lâu về một vấn đề gì đó. Em cảm thấy đó là cái khuyết điểm của em. Yeah, có nghĩa là mình thường sẽ chọn cách trốn tránh. Tức là em sẽ lựa chọn im lặng cho tới khi mà bình tĩnh nói được. Chứ em cũng không muốn là mình sẽ phải mở đầu cái câu chuyện đó để mà giải quyết, là cái người giải quyết vấn đề đó. Về sở thích của mình thì mình thích gì ạ? Thường thường thì em thích đọc sách với đi dạo. Mình có năng khiếu gì không chị? Em không năng khiếu gì chứ. Hát không? Ôi, hát tệ lắm, hát là mọi người chạy hết á. Không hát nổi. Dạ rồi, bây giờ mình chia sẻ một chút xíu về tình trường của mình nha ạ. Em thì trải qua hai mối tình. Từ lúc năm 20 tuổi có một mối tình đi lính, quen bạn trong lính gì. À, một mối tình là trước khi anh đi nghĩa vụ? Không, đi nghĩa vụ về đó. À, đi nghĩa vụ quen. Về. Một mối tình đó là kéo dài bao lâu anh hả? 3 năm. 3 năm. Rồi tiếp theo đi ạ. Cách đây năm 2017 có thêm mối tình. Bao lâu anh hả? Được 2 năm. Có mối tình nào mà anh nghĩ là mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Mối tình thứ hai. Dạ. Thì lúc đó sao mà mình dừng lại đáng tiếc vậy ạ? Qua thời gian tìm hiểu thì cảm thấy hợp với trong cái trống luôn. Trống mình được ai nấy đi. Dạ. Do tính cách rồi. Không hợp. Đúng rồi. Có cụ thể ra được không anh? Tại vì biết đâu ở đây cũng cần nghe á.
biết con tính cách như thế nào là không hợp với anh. Dạng như nhu cầu đòi hỏi nhiều quá. Đòi hỏi nhiều. Khả năng của mình nhé. Đòi hỏi về vật chất anh hả? Không phải đòi hỏi về vật chất, đúng rồi. Là từ 2019 tới giờ là mình không có thêm một mối quan hệ nào nữa. Đúng rồi. Dạ rồi. Còn về phía chị thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thấy chị đẹp. Chắc chắn là chị sẽ nhiều mối tình hơn. Phán đoán không có trúng lắm. Tại vì là em có một mối tình xong thì là em kết hôn luôn với cái mối tình đầu tiên đó. Tình đầu luôn. Tình đầu kết hôn luôn mà chị quen bao lâu rồi chị kết hôn? Chắc cũng 5-6 năm. Thì nó là cái mối tình hồi sinh viên luôn á. Nên mà sau đó thì cái khúc mà mình kết hôn thì cũng có thể là hơi sớm. Mình bồng bột nữa. Xong rồi sau đó thì cũng chung sống với nhau được 3 năm. Thì ly hôn. Sau đó thì cho tới giờ là cũng 4 năm rồi thì cũng có trải qua thêm, cũng có gọi là tìm hiểu thêm một người nữa nhưng mà cũng chưa có kết quả. Nên là hôm nay mới đến tham gia chương trình. Trời ơi, là quen nhau 5 năm và kết hôn ở với nhau được thêm 3 năm, đó là tổng 8 năm. Chắc cũng 8-9 năm ạ. Nghĩa là đó là một cái người mà gọi là gắn bó và thân thuộc với mình, đồng hành với mình một thời gian dài như vậy. Thì cái lý do gì mà khiến cho cả hai phải dừng lại vậy ạ? Cả hai người đều còn trẻ thì nhiều cái nó còn nông nổi. Nên mà sau đó thì có nhiều cái khúc mắc nhưng mà không có giải quyết được. Sau đó thì nó cứ dồn nén lại dần dần. Đến lúc mà nó chạm tới cái giới hạn của mình rồi thì mình bắt buộc phải dừng lại thôi. Vậy thì giới hạn của chị là gì? Nếu mà trong một cuộc hôn nhân đối với chị đâu là cái thứ mà chạm tới giới hạn của chị mà dù cho chị có yêu thương cỡ nào chị cũng sẽ dừng lại? Giới hạn của bản thân mình là cái việc lớn tiếng trong gia đình. Thứ hai nữa là bạo lực gia đình. Trời ơi, phụ nữ dù cho có yêu cỡ nào nhưng mà sống với một người mà họ luôn luôn là động tay động chân, không chỉ với mình mà với con mình, nó cũng là một cái nguồn cơn khiến cho trước sau gì cũng phải bỏ, trước sau gì cũng phải dừng lại. Trời ơi, đàn ông ơi. Thôi dù sao mà quá khứ cũng đã qua rồi. Nhưng mà cái khoảng thời gian lúc mà chị quyết định là chị trở thành một single mom như vậy, nó có khó khăn gì không ạ? Khó khăn một phần là vì mình là giống như là người phụ nữ Việt Nam á, thì luôn luôn là muốn giữ gìn gia đình cũng như là truyền thống trong cái gia đình của em á. Thì từ bà cho tới các bác, các cô rồi mẹ nữa thì lúc nào cũng dặn dò con cái là mình là phụ nữ ấy, thì nên nhún nhường để giữ gìn cái gia đình của mình. Thì nó cũng có khó khăn từ cái đấy. Cái thứ hai nữa là em có một con gái thì em cũng muốn giữ cái gia đình cho con ấy. Nhưng mà có lẽ là chia tay đi thì sẽ tốt hơn cho con. Không nhất quyết là phải giữ cái mối quan hệ đấy, đôi khi nó sẽ tạo ra những cái không tốt sau này cho con trẻ. Bé đã bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay là 6 tuổi, sang năm là 7 tuổi, chuẩn bị lên lớp 2. Trời ơi, có bao giờ mà bé đặt những cái câu hỏi như vậy không chị? Có chứ, thực ra là con bé nhà em nó rất là vui vẻ, rất là tự tin, mà cũng thương mẹ nữa, cũng tình cảm. Nên mà bé không có biểu lộ ra nhiều là buồn hay là các bạn sẽ có vấn đề gì lại phải khi mà các bạn hỏi. Chung là bé cũng rất là tự tin, nhưng mà em vẫn biết là trong cái sâu thẳm của tâm hồn của bé vẫn muốn có một người bố để mà bầu bạn ở bên cạnh ấy. Nhưng mà em cũng cố gắng là bù đắp bằng những cái khác, tại vì trẻ con mà thì vẫn ham vui, mình cố gắng bù đắp bằng những cái vật chất rồi đi chơi rồi thêm tinh thần cho con. Dạ, em hiểu được cái cảm giác mỗi lần mà mình đi ra ngoài mình thấy gia đình của người ta hạnh phúc, đôi lúc mình cũng tủi thân mà mình cũng nghĩ là con mình xứng đáng được hưởng những cái điều như vậy. Nên là em cũng hy vọng dù cho hôm nay chị có gặp được người đàn ông đó hay không, em tin là sau này chị cũng sẽ gặp được một người đàn ông xứng đáng và đến bù đắp cho những tổn thương của chị. Cảm ơn chị Thanh. Trời ơi, xúc động đó mọi người. Em đã là một người làm mẹ có 3 đứa con rồi nên là em rất là hiểu cảm giác của một người phụ nữ đều muốn lo chu toàn cho con mình và muốn cho con mình những cái điều tốt nhất. Nên rất là khâm phục những ai mà là single mom, thực sự rất là nể phục. Ngày hôm nay khi mà mình đến đây thì không biết là anh có đặt ra cho mình những cái gu về người phụ nữ mà mình mong muốn người ấy sẽ như thế nào mà? Em mong muốn là người phụ nữ của gia đình. Người phụ nữ của gia đình. Rồi hồi nãy anh nghe chị chia sẻ là chị đã từng có chồng ly dị và bây giờ là cũng có một bé, thì anh cảm thấy câu chuyện ấy như thế nào? Anh có chấp nhận không? Chấp nhận.
Mình chỉ tìm nó chấp nhận như thôi hả? Tìm nó chấp nhận như thôi hả? Chấp nhận là... Rồi dạ. Trời ơi. Lúc mà chị đang lập gia đình lúc đó là chị đang ở Thanh Hóa hay là... Khi mà em lập gia đình thì em đang ở Thanh Hóa làm việc ở Hà Nội. Thì sau đấy thì đến lúc mà em sau khi ly hôn ấy, thì em trở thành cái người mà sẽ phải đảm đương kinh tế chính và vừa là bố vừa là mẹ của con ấy. Thì đến lúc đi làm thì có một cơ hội gọi là sếp của em ấy, sếp ở công ty cũ ở ngoài Hà Nội ấy, mở chi nhánh ở trong Sài Gòn này, thì lúc đấy cái vị trí của em nó chưa thay thế được ấy. Thì sếp mới đề nghị là vào cùng Sài Gòn với làm việc với cả công ty, xong rồi sẽ di chuyển giữa hai văn phòng. Thì lúc đấy cái mức lương nó cũng được tăng lên một phần đấy. Cho nên mà em cũng cũng quyết định là thôi mình đi vào đây để làm việc. Tại vì thông thường em thấy nó, thí dụ như mà mình đã là single mom, thông thường sẽ nương tựa về bên gia đình của mình nhiều hơn. Tại vì dù sao cũng có ông bà chăm sóc cháu, coi ngó chừng cháu trong những lúc mà mình đi làm. Nên là cái việc mà chuyển từ một cái nơi mà mình đang sống như dụ Thanh Hóa mà mình chuyển vào trong Sài Gòn với một thân một mình và cùng với một em bé như vậy thì nó rất rất là khó khăn, và nó khó khăn muôn phần luôn. Thì có khoảng thời gian lúc mà chị đi làm thì bé ở đâu ạ? Ra là khi mà ở ngoài Hà Nội ấy, thì là bé ở cùng với em, thì em cũng không cần nhờ đến trợ giúp của ông bà ngoại. Nhưng mà sau đấy khi mà em chuyển vào Sài Gòn thì cái công việc của em nó, tức là nó cũng cần di chuyển giữa hai văn phòng nhiều ấy. Em không đảm bảo được cái thời gian mà để mình dành cho con. Thế là em phải nhờ đến ông bà ở quê, tức là bây giờ bé đang ở quê, hàng tháng sẽ bay về với con thôi. Một mình bươn chải ngay tại Sài Gòn, ở một cái nơi mới thì nó sẽ giúp mình chữa lành, xóa đi cái vết thương lòng của mình. Rồi hôm nay mình đến đây mình có một cái mẫu người yêu hay là mẫu người cha mà mình muốn tìm kiếm cho con mình và cho bản thân mình như thế nào không ạ? Gọi là mẫu người yêu đi. Còn mẫu người cha thì để tìm được khó lắm. Khó lắm. Mẫu người yêu thì là chỉ cần là một người biết yêu thương, chăm sóc trẻ con, cũng như là biết được cái hoàn cảnh của em như bây giờ thì sẽ gọi là yêu thương, chăm sóc bé con nhà em. Giống như là con của mình. Đấy, nữa là sẽ biết yêu thương gia đình bố mẹ hai bên. Có lòng vị tha, rộng lượng và chín chắn. Như là có kinh tế một chút là được rồi. Có kinh tế một chút là được. Có kinh tế một chút là được. Thật ra kinh tế nó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì đối với chị kinh tế bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là đủ thì cũng không biết được. Tại vì trong kinh tế trong gia đình thì bao giờ cũng phải từ hai phía. Cái gì cũng phải từ hai phía thì mới thành một gia đình được. Thì cũng hy vọng là cái người đồng hành cùng với mình ấy, có chí cầu tiến. Tức là mỗi ngày, mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm sẽ tốt hơn lên. Thì cũng không nhất định là phải, nó phải có con số cụ thể là bao nhiêu. Nhưng mà nghĩa là dòng đời bước đi còn dài thì mình sẽ đồng hành với nhau thì sẽ biết được. Miễn là người đấy có cái chí cầu tiến, biết vươn lên thì nghĩa là sẽ không có vấn đề gì đâu. Có thể là bằng chị hoặc hơn chị, chứ không thể là thua mình được, đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng. Còn về ngoại hình và tính cách thì sao chị? Ngoại hình đi. Ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em. Em hiện tại là 1m58. 1m58. Thì chỉ cần cao hơn em, khuôn mặt nó phúc hậu một chút là được. Tính cách thì hòa đồng, vui vẻ, có đầm tính một xíu. Dạ vâng. Anh ơi, mình nghe không anh? Nghe. Mình có thấy mình đáp ứng được những tiêu chí mà chị đặt ra không? Đáp ứng được. Cũng được. Bao nhiêu phần trăm ạ? 70% anh. 70%. Anh này ảnh nhát quá chị ơi. Thì em cại miệng ảnh nãy giờ em mệt luôn á. Thì khó lắm luôn, khó mà để mà ảnh nói ra được nhiều quá. Nhưng mà thôi, đôi khi là cái do tính cách của người đàn ông đó là như vậy. Thông thường em thấy đàn ông họ hay ngại đó. Nhưng mà thôi, từ nãy giờ mình cũng đã đưa ra được những cái thông tin cơ bản về mình và cũng như là những cái background về hoàn cảnh của mình rồi, thì em cũng xin phép được mở cửa trái tim để cho hai anh chị mình có thể được gặp nhau nha. Dạ rồi, em xin phép nha. 5 4 3 2. Những chương trình hôm qua
Tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà mà em muốn tặng. Được rồi, cảm ơn em. Nhắc dữ chưa? Nhắc dữ chưa? Nhắc gái dữ chưa? Thấy cái ống hoa bên đây liền luôn. Hồi nãy kêu là qua cửa sổ nè, anh đưa qua cửa sổ nè, anh bọc bên đây luôn. Quá trời quá đất rồi. Dạ em mời anh khui quà nha. Ôi cái hộp rất to. Vòng xoáy đi lên. À trời ơi cái phong này nó hơi khó đọc xíu. Rồi anh có đọc sách không anh? Mày đọc sách. Hay đọc sách lắm. Dạ trời ơi đây là món quà đúng ý với ảnh rồi. Wow. Rồi bây giờ em sẽ nhường lại không gian riêng tư cho hai anh chị mình có thể dùng bữa ngay tại đây. Nếu mà mình có câu hỏi gì muốn hỏi nhau thì mình cũng có thể trực tiếp vừa ăn vừa trao đổi luôn nha. Đón xem Vợ chồng Son vào 19h30 thứ 5 hàng tuần trên HTV7 và 22h30 thứ 5 hàng tuần trên kênh MCV Media. Mời anh. Anh trước đám đông anh rụt rè lắm. Trầm tính. Dạ. Ít nói. Anh đi làm lái xe thì chắc là cũng bận. Hầu như làm thứ hai đến chủ nhật thôi em. Dạ. Anh dùng cơm đi. Được. Em làm công việc nha. Dạ, em là nhân viên văn phòng á. Thì em cũng đi làm giờ hành chính thôi. Ở đây luôn. Dạ, em ở quận 7. Chỗ nào? Ở khúc gần cầu Tân Thuận thôi. Cũng gần gần cầu Phú Mỹ đó không? Từ Sài Gòn em cũng không có rành lắm. Anh ngồi trước ở bên quận 2 này này. Bên chỗ cần đặt lái mấy tháng á. Qua bên quận 9 ở bên đó 5 năm cũng chạy xe đó. Là anh cũng làm việc ở Sài Gòn 5 năm hả? Rồi sau đó thì nói chung công ty nó trục trặc về kinh tế á. Rồi bắt đầu giải thể rồi bắt đầu để xuống Đồng Nai. Đồng Nai làm gì đó. Là làm ở Đồng Nai luôn tới giờ hả? Ừ, nói chung vùng về quê một năm phụ giúp gia đình ở ngoài quê á. Rồi Quảng Bình đúng rồi. Phụ giúp một năm cho người cảm thấy nó thoải mái. Kinh tế rồi nghe. Thì bắt đầu quay lại đây rồi. Dạ. Anh Dũng. Dạ. Anh Dũng. Gia đình em mấy anh chị em? Nhà em thì em có anh trai thôi, nhà em có hai anh em thôi. Em là vừa là con gái duy nhất trong nhà, vừa là gái út. Em ở đâu Thanh Hóa vậy? Ở Quảng Xương anh ạ. Quảng Xương. Bố mẹ và anh em của anh là chắc là ở quê hết ha. Cũng nhà anh, ba anh em, anh đầu thì giờ đang làm bên Bình Thành á. Còn chị hai thì làm ở quê, còn đến là tụi anh út. Anh có ý là sau này mà công việc các thứ thì anh có định về quê không? Có em. Vì nhà anh ở ngoài đó, anh làm nhà riêng mà. Đất đai rộng rãi nữa, ra ngoài rồi thoải mái. Kiểu như định hướng là sau này về quê là cũng sẽ làm bên kiểu vận tải. Không, việc khác ấy. Dạ. Nếu có vốn thì mình quyền nói việc khác không làm. Có thể nói cho em biết là định làm gì được không? Thì mô hình ở quê thì nó nhiều buôn bán hay gì đó. Dạ. Dạ. Chào anh Trời. Chào chị Thanh. Dạ vâng. Mấy giờ mình có ăn gì không vậy? Em có ăn. Đồ ăn mình thấy ngon mà. Ngon. Dạ ngon. Trời ơi. Cảm ơn chương trình. Dạ rồi bây giờ nãy giờ mình cũng ăn rồi, nói chuyện rồi. Bây giờ mình chơi game nha. Rồi trên tay em là 3 chiếc phiếu của chương trình Hẹn Ăn Trưa. Thì trong đây sẽ có một số câu hỏi và dựa trên quan điểm của mình sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào nếu như mình gặp trường hợp như vậy. Câu hỏi đầu tiên, em mời chị. Bạn sẽ chọn lựa giàu sang hay nghèo khó trong tình yêu? Dạ, mời chị. Thực ra thì là mỗi một người phụ nữ thì ai cũng mong muốn là mình sẽ có một cái mái ấm là hạnh phúc, kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Thì giống như bản thân em cũng vậy thôi, thì em cũng mong muốn là nếu mà mình có một mái ấm đi thì nó không cần phải giàu có quá về mặt vật chất, nhưng mà ít nhất là về mặt tinh thần thì sẽ phải giàu. Giàu tình cảm. Rồi phải giàu tình cảm, giàu yêu thương, giàu lòng vị tha. Nhưng mà cũng không thể là phủ nhận được cái việc quan trọng của tiền trong đời sống hàng ngày, tại vì bất cứ cái gì cũng phải quy đổi thành tiền. Bất cứ thứ tiền gì, tiền sữa, tã, quần áo, giày dép, học phí, tất tần tật mọi thứ nó đều phải quy đổi bằng tiền. Thế cho nên là theo như chị nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ lựa chọn giàu sang hay là nghèo khó trong tình yêu. Nếu bây giờ chị đã có con rồi
Vậy thì mình cứ gọi là liệt kê đánh giá theo thang điểm đi. Thì chung quy lại thì thang điểm nó vẫn nghiêng về việc là mình chọn lựa giàu có. Đúng rồi, mình nghĩ cho con nhiều hơn nên là ít nhất phải giàu. Em mời anh luôn nha, mình cũng trả lời câu hỏi này luôn. Chọn giàu sang. Lý do vì sao vậy ạ? Thì kinh tế giờ nó chi phối tất cả trong cuộc sống của mình, chấp nhận về lựa chọn. Và bản thân anh khi mà mình muốn giàu sang thì chắc là mình cũng vẫn phải nỗ lực rất là nhiều. Nỗ lực cố gắng. Khi mà ở một mình nỗ lực một, nhưng mà bây giờ mình ở mà có thêm một người phụ nữ nữa, thêm một đứa bé nữa thì mình phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần thì anh có thể chấp nhận được chuyện đó không? Cố gắng chấp nhận. Cố gắng hết khả năng của mình anh hả? Đó giờ anh có tiết kiệm không? Có chứ. Bao nhiêu tiền nha anh? Bao nhiêu tiền nha anh? Tầm hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu là cũng nhiều á. Mà vậy là cái lương của anh nó cũng khá nhờ. Nhưng tháng thì làm thu nhập gỡ được trên 30. Trên 30. Wow, cũng khá là bất ngờ luôn. Anh ơi, theo như em tính toán á, nó mỗi tháng là anh 20-30 triệu. Mà bây giờ anh làm nghề lái xe là cũng 10 năm rồi. Thì tại sao mình mới để dành được 100 triệu ta? Về quê làm cái nhà đó. À, anh về quê làm nhà cho ba mẹ anh hả? Đúng rồi. Hay là nhà đó là sau này anh ở luôn? Đúng rồi. Và cũng đồng thời là anh đang sửa nhà cho anh sau này anh ở luôn á ha? Đúng rồi. Dạ vâng. Thu chi mỗi tháng của mình có nhiều không anh? Nếu mà cuộc sống của anh bây giờ chỉ có một mình anh thôi ở trọ. Nói chung ăn uống rồi chi phí sinh hoạt hàng ngày đấy. Thì tầm khoảng bao nhiêu, nếu mà một mình anh thôi á, thì tầm khoảng bao nhiêu một tháng? Gần chục triệu. Gần chục triệu. Cái gì? Cái gì? Một chục triệu một tháng? Mà đi trên xe miết không à? Ăn uống thì mình tự mình mua đồ thì mình thích ăn gì mình mua mình về mình nấu thôi. Chủ yếu là ăn uống này nọ kia đó, tiền nhà trọ. Đúng rồi. Rồi anh có nhậu nhẹt hút thuốc đồ không? Hút thuốc không, nhậu nhẹt thì ít, có nhậu mà nhậu ít. Vui vẻ với bạn bè rồi vì anh em trong công ty thì đi uống, còn không đi nhậu nhẹt. Mình tính là xài cũng thoáng á nha, nếu mà một tháng mà một người mà hơn 10 triệu là xài dữ lắm á. Nhất là ở khu vực của anh nữa. Mình tiền thì mình phải tiêu tiền. À, vậy số còn lại thì sao anh cho ai? Dự thẻ hoặc là gửi về ngoài. À dạ. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ hai. Câu này dành cho anh luôn á. Bạn trai đến trễ 30 phút, bạn trai hãy thuyết phục sai phạm của mình cho bạn gái. Tình huống đi. Đó. Sao anh đang tới trễ vậy? Đường Sài Gòn hôm nay rất ngày nghỉ đông quá, tắc đường. Nhưng mà em hẹn giờ này rồi, anh phải đúng giờ này anh tới cho anh thấy em không? Em tới đúng giờ luôn nè. Đường để em đi tới đây bộ thoáng lắm hả? Đường em đi tới đây nó cũng kẹt và cũng đông vậy mà sao em tới được? Anh trễ hơn 30 phút luôn. Anh tính sao đi? Anh tính sao đi? Mời đối phương đi ăn. Mời đi ăn. Em đâu ham ăn tới vậy đâu anh. Anh gọi cho em, anh phải gọi cho em anh đang tới nha em, hơi trễ xíu nha, chứ để anh em bắt em đứng chờ vậy là không có được. Anh bù đắp cái gì, anh tính bù đắp bằng cái gì? Tùy chương trình. Tùy chương trình. Tính ra đang hoàn cảnh là anh với lại bạn gái anh luôn á. Ngại quá, giờ không biết suy nghĩ gì. Ok, vậy là anh phải có quà cáp đồ đi. Quà cáp đồ đi, kèo đi, ăn đi uống đi chơi gì đó đi nha. Trời ơi, quá trời. Rồi, câu cuối cùng. Ông bà phản ứng mạnh khi bạn đang dạy dỗ con mình bằng đòn roi và quỳ gối, khi ấy bạn xử lý như thế nào? Câu này khó quá, tại vì là giống như bản thân em đi, là em lúc nào em cũng muốn dạy con theo cái phương pháp là mình làm bạn với con. Yeah. Mà đã là bạn bè thì sẽ không có cái trường hợp mà phạt mạnh hay là quỳ gối hay đòn roi hết. Dạ vâng, cảm ơn chị. Rồi, mời anh. Theo em quan điểm thì nói chung nuôi dạy, nếu muốn lên người thương cho roi cho vọt, cái cho ngọt cho người, các cụ chưa nói đó, đúng không? Yeah. Nhưng đánh thì tầm cờ nào điệu nó sợ, cảm giác sợ mình để sau này trưởng thành nó chơi đùa, đừng nuông chiều quá, nuông chiều quá là tao lớn sẽ sinh hư. Và có nghĩa là anh cũng sẽ nghĩ là nên dùng đòn roi ở một phạm vi nào đó để cho con mình phải thấy sợ mình, để sau này không bị nuông chiều quá thì bé sẽ sinh hư. Nhưng mà em thấy ở thời đại bây giờ rất là hạn chế về cái việc thương cho roi cho vọt rồi. Giờ hiện tại là tất cả mọi người là đều theo một cái hướng văn minh hơn, đó là làm bạn với con, trò chuyện với con, đồng hành cùng với con. Chứ nếu mà mình đánh con nhiều quá sau này con sẽ trong một phạm vi nào đó. Dạ đúng rồi, mình dùng đòn roi với con thì con sẽ cảm thấy là ba mẹ mình còn đánh mình được thì người ngoài đánh mình cũng bình thường. Đó, nó sẽ là một cái câu chuyện mà hệ lụy sau này xảy ra. Bé sẽ cảm thấy là không muốn chia sẻ về bất cứ điều gì với mình nữa, xong bé sẽ đi thân với những người bạn ở ngoài dễ bị lôi kéo dụ dỗ này nọ kia. Đó, tại vì thời bây giờ nó cũng đã khác rồi.
Dạ rồi, sau khi nãy giờ mà mình trải qua rất là nhiều câu hỏi thế này thì mình cũng có thể hiểu được đối phương họ là một cái người có mindset như thế nào, về quan điểm, về lối sống, về cách nhìn nhận một sự việc nào đó hay là cách xử lý một tình huống nào đó. Cho nên lúc này là cũng đã là lúc anh chị mình phải đưa ra quyết định. Trước khi mà mình bấm nút thì mình cũng có thể chia sẻ một chút xíu về cảm nhận về đối phương đúng không ạ? Anh thấy chị như thế nào ạ? Xinh, nói chung giao tiếp tốt, còn hòa đồng với mọi người. Dạ. Anh có rung động không? Anh có rung động không? Không có. Có hả? Dạ. Tim đập mạnh lắm hay sao mà nãy giờ em thấy anh rung lắm luôn á? Rung trước đám đông rụt rè lắm. Dạ, rung vậy thôi chứ lát cũng nhấn nút và đừng rung nhanh ha. Rồi chị thì sao ạ? Mình có cảm nhận gì về anh không ạ? Anh thì chắc là một người cũng chín chắn, biết lo toan rồi tính trước sau. Cũng là một người điềm đạm, mặc dù là anh hơi nhát nhưng mà chắc là trong cuộc sống gia đình vun vén chắc là ok. Dạ, dạ rồi. Anh nhát lắm, nhát trước đám đông tại vì do là ekip bên mình cũng khá đông á mọi người. Nhưng mà biết đâu được khi mà ở bên cạnh hai người anh sẽ cởi mở hơn. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt tay lên chiếc nút bấm này nha. Em mời anh chị nha. Em đếm ngược nha. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Khá là tiếc, không biết lý do vì sao mà chị không nhấn nút vậy ạ? Ra là em năm nay là cũng ba mấy rồi á, nên mà thực sự là em cảm nhận tới cái tầm tuổi này của mình rồi thì cái mindset rồi cái tư duy và cái định hướng của mỗi người trong gia đình cũng như là tương lai công việc nó sẽ khó mà thay đổi lắm. Thì như anh tâm sự á thì em thấy là ít nhất là trong cái việc mà mình nuôi dạy con thì nó sẽ khó có chung một cái con đường lắm. Nói chung nuôi dạy, nếu muốn lên người thương cho roi cho vọt, kể cho ngọt cho người, các cụ chưa nói đúng không? Dạ. Nói chung đánh thì tầm cờ nó điệu, nó sợ, cảm giác sợ mình để sau này trưởng thành, chứ còn đừng nuôi kiểu quá là tao lớn sẽ sinh hư. Dạ. Nhưng mà nếu mà cái việc đó nó đã khó rồi thì chắc là mình nên cho nhau con đường để lựa chọn cái người phù hợp cho mình hơn á. Dạ rồi, rất là tiếc vì ngày hôm nay cả hai đều đã không thành đôi, nhưng mà em tin rằng là sau chương trình này thì sẽ cũng có rất nhiều người họ đồng cảm được với câu chuyện của chị và biết đâu được họ cũng sẽ liên lạc với chị và mình sẽ tìm được một người phù hợp hơn chị ha. Rồi em cảm ơn anh, hôm nay anh tới đây cũng rất là chân thành, em cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn chương trình. Dạ. Chương trình Hẹn Ăn Trưa đến đây là đã kết thúc rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và sự lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Thanh Trần, anh Lãm và chị Nhung xin chào và hẹn gặp lại.